Những nghịch lý tôi đã gặp và luôn đúng. Các bạn hãy cùng mình xem nhé. Bạn càng ghét một tính cách nào đó của người khác thì càng có nghĩa là bạn đang chối bỏ tính cách ấy bên trong mình. Người nào không tin được ai thì không đáng tin. Những người thường thấy bất an sẽ dễ phá hủy mối quan hệ. Bạn càng cố gây ấn tượng với ai, họ càng ít ấn tượng với bạn. Không ai thích nhây hết. Càng thất bại nhiều, càng có khả năng thành công. Thứ gì càng đáng sợ, thứ đó càng đáng làm. Dĩ nhiên là trừ những thứ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và tính mạng. Càng sợ chết, càng khó tận hưởng cuộc sống. Tôi rất thích câu này, cuộc đời tỷ lệ với sự dũng cảm của mỗi người. Càng học nhiều, càng thấy mình biết ít. Bạn càng ít quan tâm đến người khác thì cũng càng ít quan tâm đến chính mình. Càng sợ thất bại, càng dễ thất bại. Càng cố làm điều gì, điều ấy càng khó đạt. Thứ gì càng nhiều, bạn càng ít muốn có. Cách tốt nhất để ở bên ai đó là không cần phải ở bên người ấy mãi. Càng thành thật về lỗi lầm của mình, người ta càng nghĩ bạn hoàn hảo. Càng cố níu kéo ai đó kề bên, bạn càng khó giữ. Càng cố tranh cãi, càng khó thuyết phục. Càng có nhiều lựa chọn, càng khó hài lòng. Càng nghĩ rằng mình đúng, thì càng không biết gì. Thứ duy nhất chắc chắn là không điều gì là chắc chắn.